Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng mọi người ạ. Vâng. Và như tôi đề video này, ICN đã bị ăn gậy. Ha 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 ha. Thời gian qua thì nói chung là tôi đã có thấy một cái video của ICN để là chúng ta hãy cùng nhau phân tích hai từ có thể. Các bạn hãy phân tích hai chữ có thể. Ok. Vâng, và sau khi nhìn hai từ có thể này, tôi đã gọi là biết rằng chắc chắn là trong video này sẽ có NTN. Đó. Bây giờ đơn giản là miễn là hai chữ có thể nha mọi người đó, miễn là hai chữ có thể này ở đâu là NTN ở đó. Rồi. Thì tôi đích vào tôi xem thì tôi mới biết được một điều đó là hóa ra không chỉ có NTN không mà là đó là kênh của ICN đã bị ăn chính thức từ 13 gậy. Đó. Thì nói chung là tôi đã thấy được rồi, ông đăng trên tab cộng đồng này đây đó. Nói chung là ông có đăng trên tab cộng đồng là tôi bị ăn tới 13 gậy đó. Thì tôi ban đầu tôi nghĩ ôi ông này chắc bóc phát rồi, mẹ người ta chỉ 3 gậy là cùng, mới đâu gây ra 13 gậy. Đó. Đó. Nói chung thì như mọi người đã biết rồi. Nhưng mà kênh của bạn đó bị đánh bản quyền tổng cộng là 3 lần, 1 2 3, đó là kênh YouTube của bạn sẽ bị bai màu đó. Chỉ duy nhất có 3 lần thôi đó. Nhưng mà ông này ông chơi hẳn 13 gậy đó. Thì tôi thấy nó có gì đó hơi sai đó. Tôi nghĩ ôi ông này chắc bóc phét rồi. Dễ gì có chuyện 13 gậy ở đây đó, đúng không? 13 gậy là cùng, ông này quất tới 13 gậy. Điêu à đó. Sau khi mà gọi là lít vào cái video này tôi xem thì tôi đã biết đó là sự thật chứ không phải là bóc phét. Đó là sự thật chứ không phải là bóc phét. Và sau khi xem video của ổng xong thì tôi cũng có gọi là xem được thêm một cái video nữa của một ông gọi là gum cái gì nhỉ? Ở đây rồi đó. Đây bên cái của một video của một kênh YouTube tên là Rebels cũng nói về cái việc mà ACN bị gọi là đánh giá bản quyền đó. Thì á cái tình trạng của ICN thì nó khá giống với ông Hưng Hai Não đó, ông Hưng Hai Não đó. Thì như bạn biết thì anh Hưng Hai Não của chúng ta đã bị bài kênh đó, và anh ấy đã phải làm lại kênh đó. Thì cái lúc mà anh làm lại kênh thì tôi cũng gọi là sao nhỉ, tại vì cũng đăng ký video, đăng ký kênh ổng bình thường, bây giờ đơn giản là tôi thấy xem video của ổng nó cũng khá là vui đó, nó cũng khá là vui này kia nọ đó. Thì đâu rồi, đây khoan, đợi chút để tìm kiếm lại cái video của cái video reaction đầu tiên của cái ông này ở trên cái video này mới được. Đây thì đây là cái lúc mà đây nè, đây là cái video mà ông mới thông báo rằng là cái kênh Hưng Hai nè hấu của ông đã bị bai màu à. Sau khi đăng ký xong thì kiểu như tôi cũng xem từ từ, tôi cũng xem mấy cái reaction gần đây của ông này kia nọ à. Thì vào lúc tới một cái lúc nào đó, ủa này không ta, à đúng rồi, đây chính xác là cái video này tôi đã xem chúng ngay video này, và ông đã nói rằng là cái lý do thật sự mà kênh không bị bai màu á không chỉ đơn giản là bị đánh bằng bị đánh gậy không đó, mà nó còn là cái lý do khác nữa đó. Nhưng mà có điều là tôi không biết là do tôi ngu hay là do ổng quá cao siêu đó. Ông nói tôi chả hiểu mẹ gì cả đó. Tôi nghe là lần hai tôi mới éo hiểu lý do sao ông bị đánh bằng quyền. Tôi nghe là lần ba tôi mới éo hiểu lý do là gì sao luôn đó. Và đó thì nói chung là tôi chính vì tôi không hiểu cho nên nha, kệ không hiểu cứ gì cho qua đó. Tôi chỉ biết rằng đó là ông Hưng Hai Não này đã bị đánh gậy vì lý do reaction video đó. Và tôi cũng có làm một cái video nhỏ nhỏ đó, chính là một cái video để thông báo rằng tôi không react nữa, bởi vì là dặn tôi sợ kênh tôi sẽ bị bay màu giống như kênh của ông này đó, cho nên thành ra là phòng trước mà đó, phòng hờ chứ đó, phòng trước chống sao đó, phòng trước cái đã rồi hết lúc đó hai chống đó. Đầu tiên phải phòng thủ chứ, nếu phòng thủ mà thất bại lúc đó hai chống đó, chưa muộn. Ok đó. Thì nói chung là cứ qua thời gian thôi thì tôi không react nữa, tôi quay sang tôi chơi game chắc kiểu thôi đó. Thì lúc đó nha, thì lúc đây thời gian gần đây thì lại bắt đầu mọi người à, đây kênh ICN bị bai màu với một cái gậy đó là 13 đó, số lượng gậy đó với một số lượng gậy đó là 13 đó. Thì sau đó thì tôi mới xem được video của ông gọi là của cái anh gọi là Rebels đó. Rebels thì ảnh gọi là có nói rằng nói chung là có gọi là
Nói chung là video của ICN kiểu như là học thuyết cao siêu quá, tôi chỉ xem rồi sau đó tôi cười thôi đó. Tôi cười thôi, cười một cách vô thức, tôi cũng chả hiểu gì sao tôi lại cười đó. Thì sau khi xem video của ông Rbow giải thích nói về cái vụ mà ICN bị đánh bản quyền á, thì lúc đó tôi mới ngộ ra là tôi đã hiểu những gì ông Hưng hay não ông nói, tôi đã hiểu những gì ông Hưng hay não ông nói rồi. Ok đó. Tức là trong cái video đó đó, ông Rbow ông có gọi là giải thích rằng á, là những cái video TikTok á, ở trên mạng thường thường nó là vô chủ đó. Thì tôi có một cái thắc mắc ở đây, vô chủ là vô chủ như thế nào? Thứ nhất, ví dụ như tôi quay một cái video TikTok, tôi quay một cái video video TikTok đi, rồi sau đó tôi đăng lên đó, tôi đăng lên trên cái nền tảng TikTok của tôi đó, thì nó phải thuộc quyền sở hữu của tôi chứ. Bây giờ đơn giản đó, video tôi quay mà, đúng không? Nó cũng nằm, thì nó cũng nằm ở trong cái kênh TikTok của tôi, thì nó phải là của tôi chứ đó. Đó, thì cái đó tôi chưa hiểu cho lắm đó. Thì ông ấy nói là ha, thường thường những video á, video TikTok là nó vô chủ, được đăng trên mạng là vô chủ đó. Thì sẽ có một cái công ty nào đó, có một cái công ty nào đó gọi là người ta lấy cái video đó, người ta đi đăng cái bản quyền, rồi sau đó người ta đánh bản quyền tôi, người ta đánh bản quyền những cái kênh YouTube gọi là nhiều subscriber, nhiều viewer đó. Đó, nhiều subscriber rồi nhiều viewer để mà lấy tiền đó. Nhưng mà thông báo là mày đưa tao tầm khoảng vài ngàn đô đi, tao sẽ gỡ gậy xuống cho mày đi, không thôi làm bay à. À, cũng không là bay ạ à. Đó. Thì lúc đấy tôi đã gần như gọi là tìm ra được chân lý mọi người ạ. Đó. Lúc này thì tôi đã gọi là tự trách bản thân mình, tại sao lại không hiểu những gì ông Hưng hay nào ông nói, tại sao lại không hiểu những gì ông Hưng hay nào ông nói. Trời ơi, tại sao mình có thể ngu ngốc tới một mức độ vậy, tại sao tới bây giờ mình mới hiểu được chân lý là như thế nào đó. À, thì xem về ha, thì nói chung là thì tôi đã phát hiện ra được cái chân lý đó. Và có một điều bổ sung thêm, đó là không chỉ có viên có cái việc đó là video không, mà còn hình ảnh nè mọi người ạ. À, ví dụ như tức là ông này nè, ông có giải thích á, là không chỉ những cái video không đâu, mà là có những cả cái tấm ảnh thumbnail, tức là cái ảnh đại diện nha, đây nè, đây cái tấm ảnh đại diện YouTube mà mấy ông hay thấy nè đó. Đó. Thì ông nói rằng là thường thường á, những cái thumbnail mà của ông đó, của cái ông Robo này nè, ông nói thường thường những cái video của ông đó, những cái tấm ảnh mà đại diện video của ông đó là ông lấy từ trên mạng, rồi sau đó ông đem về, ông chỉ edit rồi ông thêm cái này, ông cắt cái kia, ông thêm, nói chung là dặm mắm thêm muối vô các kiểu thôi, đó, vô thêm các kiểu, rồi sau đó ông đưa lên, đó, ông đưa lên là lên cái YouTube để làm cái ảnh đại diện video của ông đó. Và tất nhiên sẽ có một công ty nào đó lắm tiền nhiều của, thích đi gây chuyện đó. Đó, nhìn vào cái tấm hình này và phát hiện ra trong cái tấm hình này có một cái tấm hình ở trên mạng, rồi tao đi đăng ký bản quyền tấm hình này, tao gì tao đánh bản quyền thấy mẹ mày luôn. Ôi ôi má ơi, đánh bản quyền video thôi, đánh bản quyền về những cái video mà mình reaction thôi nó đã thốn lắm rồi, mà bây giờ nó đánh luôn cả hình ảnh nữa. Má ơi lại. Thì sau khi mà coi xong hết cái những cái video, coi xong hết cái video đó đó mọi người đó, thì không biết vì lý do gì đồng cảm với ICN, hay là bực tức vì có một cái công ty, hay là bực tức vì xã hội này quá là vô cảm, quá là vô duyên, quá là khốn nạn các kiểu. Và tôi đã gọi là bức xúc thành thơ mọi người, bức xúc mà nó biến thành thơ luôn mới ghê chứ. Và tất nhiên thơ tôi hiện chắc là nó như không thể nào mà nó hay bằng ông Monsutuna được. Ông Monsutuna là thánh rồi, còn tôi chỉ là thằng này gọi là bắt con thôi. Tôi chỉ là một thằng bắt con thôi đó. Đó. Mà tôi không biết nha, tôi không biết là cái bài thơ đó tôi sẽ gọi là làm ra trong lúc tôi bực bội đó, là do tôi đồng cảm với ICN, hay là vì 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 tôi với ổng cũng là những cái cũng là những cái người làm video và đăng lên YouTube đó. Hay là do tôi quá bực mình với cái chuyện đó, là tại sao lại có những con người gọi là vì đồng tiền, nói chung là vì đồng tiền mà sẵn sàng gọi là đâm chọt mình một cách dã man như vậy đó. Đó, thì nói chung là tôi cũng không biết là trong hai cái lý do đó là tôi nghiêng về cái lý do nào. À, thì theo tôi thì tôi nghĩ là cả hai. À,
bây giờ đơn giản lượm hết cả hai đi hả, cho nó lời hả, cũng chả có trách móc ai hả luôn. Và nếu như mà các bạn muốn nghe thì tôi sẽ đọc cho bạn nghe luôn. Và tôi đã có lưu trong cái tôi đã có lưu lại ở trong cái máy của tôi. Bây giờ đơn giản là tôi hay rất là hay quên đó. Vậy thôi, đây tôi sẽ đọc cho mọi người nghe. Tiền là tiên là Phật, là mật ngọt cuộc đời, là lời nói dễ nghe, là lý lẽ đúng đắn, là lý lẽ đúng đắn, là ánh nắng bình minh, là mảnh tình bền vững, là bằng chứng chiếc cò, là hòa thuận đôi bên, là trên cả phép tắc, là gắn kết tình người, là nụ cười hạnh phúc, là lời chúc an lành, là sức mạnh thần tiên, là miếng cơm manh áo, là đạo đức con người, là 10 thang thuốc bổ, là số mệnh bản thân, là thần thánh cao quý, không gì hơn một chữ tiền. Ok chưa? Không gì hơn một chữ tiền. Ok chưa? Rồi nha. Đó, thì sau khi mà xem được cái video của ông R-Row, R-Spo về cái việc ICM bị đánh bản quyền đó, cái video mà của ông nói về việc ICM bị đánh bản quyền đó, thì tôi đã ngộ ra một điều, đó chính là xã hội này không có tiền thì rất là cực khổ. Xã hội này éo có tiền thì rất là cực khổ mọi người ạ. À. Có tiền thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ, nhưng mà đồng thời thì nếu như không có tiền thì chúng ta cũng làm được, chúng ta cũng không làm được gì, chúng ta cũng làm được rất là nhiều thứ. Thứ và thứ duy nhất đó chúng ta làm được chính là đứng nhìn. Đứng nhìn cái kênh YouTube của chúng ta bị người ta làm cho bài ạt mà không là mà không biết làm gì. Đứng nhìn để cho gọi là những cái video mà của mình bỏ công sức hàng tiếng đồng hồ làm ra bị xóa sạch trong vòng một nói nhạc mà không làm được gì đó, các kiểu đó. Vâng, và wow, và tôi nói thật nha, sau khi mà video này mà đăng lên thì nếu như mà có một công ty nào đó gọi là chụp cái mặt tôi lại đó, chụp cái mặt tôi lại đó, rồi sau đó đi đăng ký bản quyền và nói rằng cái tấm hình này là trong mạng, thằng này đi ăn cắp gọi là bản quyền của tao và tao đánh bại đi video này thì xin được phép anh hãy ngồi ngay ngắn lại để em quỳ xuống lại anh đó, tao quỳ xuống tao lại nguyên tao công ty luôn. Bây giờ là cái độ lầy lội bẩn bựa không thể nào mà tả nổi luôn đó. Nếu như mà nó chơi tới mức độ đó thì thôi, lầy lội bẩn bựa một cách không thể nào mà tả nổi. Ok chưa? Thôi dạ, mà theo tôi nghĩ nha, theo tôi nghĩ cái video này của tôi chắc chắn, cái video mọi người đang xem này nó sẽ bay màu trong vòng mấy phút gì đó, trong vòng vài tiếng đồng hồ sau khi đăng, hoặc là như nào đấy. Bây giờ đơn giản là tôi đã chọc máy đến những cái người gọi là đất bản quyền đó, cho nên thành ra là chịu đó. Và video này nó chỉ đơn giản vậy thôi, đó là ICM bị đánh bản quyền, ha 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 ha. Đơn giản thôi. Mà tất nhiên mọi người đã gọi là nghe được một cái bài thơ của tôi trong lúc mà kiểu như là tôi rất là bức xúc. Bức xúc vì không bức xúc vì đồng cảm với ICN, và tất nhiên là vì những người gọi là có hai tay hai chân, hai mắt hai cái lỗ mũi hai lỗ tai, một cái miệng và một cái đầu, một cái trán một cái càm, có đủ 10 ngón tay 10 ngón chân các kiểu, viên anh thắng hoa hồng thì không được 10, đủ 10 thôi. Thì đó, đủ, nói chung là đầy đủ bộ phận tứ chi, nói chung là người đó, nói chung là đồng loại của chúng ta đó, đã sẵn sàng đâm chọt chúng ta vì một chữ tiền đó. Và sau khi mà qua cái tình trạng này của ASEAN, tôi đã học hỏi được một điều, chính là không có tiền thì câm cái miệng nó vậy thôi, không có tiền thì câm cái miệng lại. Quá mệt mỏi rồi. Và tôi nghĩ là chắc tôi không bám trụ được cái nền tảng YouTube này lâu rồi mọi người ạ. Bởi vì đơn giản tôi thấy cái tình trạng của ICN, như tôi thấy trường hợp của ICN, trường hợp của ICN đã bị mất kênh 2 lần rồi, và lần này là lần thứ hai. Lần này là lần thứ hai đó. Cái kênh YouTube của tôi thì nó cũng chả có gì là to tát hết, 3 năm trời thì được có khoảng đâu 336 người đăng ký mà thôi đó. View thì cũng nói chung là lượt xem thì cũng thấp tè, nó cũng chả có gì gọi là cao hết. Nhưng không ai nói trước được điều gì cả, không, kiểu như là sau khi mà tôi up video này lên, kiểu như là cái công ty nào đó kiểu như là tôi lỡ chọc chúng cái chỗ ngứa của người ta gì đó, người ta bắt đầu đâm ra ghét tôi, rồi sau đó người ta gọi là tìm một cái video nào đó cũ kỹ của tôi, hoặc là cũ của tôi chẳng hạn, rồi sau đó người ta
dùng những cái tờ một cái tờ polymer đầy những chữ số và đầy những chỉ số, đầy những cái chữ số không 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 đó các kiểu, và sau đó người xếp lại thành một cái hình mũi tên gà, đâm thẳng vào đít tôi á, tiêm thẳng vào mông tôi để mà kiểu như là cảnh cáo và nói rằng là câm cái mồm lại, đừng có mà ăn nói linh tinh đó vậy thôi. Vâng, và cảm ơn bạn đã xem video này và chúc bạn một ngày tốt lành đó. Riêng tôi thì tôi không thể nào mà tốt lành được rồi, bây giờ đơn giản là xã hội này quá thị phi, tôi mệt mỏi quá.